Rồi em chỉnh cho anh cái giảm sắc sau này đi. Đấy, một tay em nhấc lên. Đấy, nhấc mạnh em đấy, chỉnh ở dưới. Đấy. Rồi chỉnh lại về ban đầu đi. Nhẹ không? Dễ không? Dễ nhỉ. Ừ. Giờ đi đi ra cái xe cũ. Cái này đi. Chắc con gái làm được. Ừ, đi ra xe cũ. Đấy, em thử chỉnh cái con SH này thôi. Đấy. Đấy, đấy. Nào, nhấc lên đi. Nhấc lên đi. Chỉnh đấy rồi. Cố lên. Cái này không chỉnh được. Đây, dùng cái này nó dễ hơn. Những cái xe cũ, cái xe đời trước nó sau nó nặng hơn. Rồi đất cát lâu ngày nó bám vào đây nó kẹt hơn. Dùng cái móc này sẽ dễ hơn. Đấy, đơn giản. Đó,